Nhà đẹp Tân Á xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Văn, có địa chỉ tại Kiến Thụy, Hải Phòng. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của anh Văn nha các bạn. Căn nhà của anh là căn nhà một tầng mái Nhật có phong cách tân cổ điển và màu trắng là màu chủ đạo của ngôi nhà, sự kết hợp hài hòa giữa phong thủy căn nhà, cây xanh thì cho chúng ta thấy một căn nhà rất là đẹp, bề thế và sang trọng. Từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế 5 bậc cấp và được ốp bằng gạch granite màu trắng nhìn rất là sang trọng. Chân móng thì sẽ được chúng tôi ốp bằng gạch màu tối để căn nhà trở nên sang trọng, vững chãi và sạch sẽ hơn. Hai cột ở khu vực tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế là cột vuông rất là to. Chân cột thì sẽ được sơn giả đá, phần thân sẽ được sơn màu trắng cùng màu với tổng thể căn nhà. Nhắc đến căn nhà vẫn là phong cách tân cổ điển, không thể không nhắc đến mái vòm ở khu vực sảnh chính. Ở đây chúng tôi thiết kế mái vòm để căn nhà trở nên cao ráo, thể hiện được sự bề thế sang trọng của ngôi nhà, cũng như làm cho căn nhà trở nên mềm mại, thanh thoát hơn. Cửa chính sẽ được chúng tôi thiết kế là cửa gỗ hai cánh, không pano kính và sẽ được sơn màu đỏ nhìn rất là bắt mắt. Ngoài cửa chính thì hệ thống cửa sổ sẽ được chúng tôi thiết kế là cửa nhôm kính viền tối màu kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo, và căn nhà biệt thự mang đậm phong cách tân cổ điển cho chúng ta thấy được một căn nhà rất là sang trọng và bắt mắt. Ở trên cửa sổ sẽ được đắp thêm các đường phào và sơn một lớp sơn màu xanh ở bên ngoài. Bên ngoài sẽ đắp thêm một đường phào bao quanh, bao tròn bốn góc, nhìn rất là đẹp, rất là đặc biệt và bắt mắt. Ở khu vực cổ mái thì chúng tôi sẽ sơn giả đá một lớp sơn màu vàng để phân tầng ngôi nhà nha các bạn. Hệ mái được chúng tôi thiết kế đối với căn nhà của anh Văn sẽ là mái Nhật. Trong quá trình thiết kế thì chúng tôi đã tính toán về chiều cao, độ dốc, phân tầng mái, cũng như chúng tôi chọn màu xanh sẽ màu của mái để căn nhà trở nên đẹp, bắt mắt, sang trọng và hợp với phong thủy của anh. Trên xe lô mái, trần nhà, các cột sẽ được chúng tôi lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy vào ban đêm. Xung quanh ngôi nhà sẽ được thiết kế thêm các bồn hoa và bố trí thêm các chậu cây cảnh, cây hoa để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Tiếp đến là phong cảnh khác nữa của ngôi nhà. Ngoài sảnh chính, chúng tôi sẽ còn thiết kế thêm sảnh phụ để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại, nhu cầu nấu nướng của cả gia đình. Hai cột ở khu vực sảnh phụ vẫn sẽ được thiết kế là cột vuông nha các bạn. Nhìn từ góc độ nào thì căn nhà của anh Văn cũng rất là đẹp và rất là bắt mắt. Và đây là hình ảnh rõ hơn về khu vực sảnh phụ nha các bạn. Sảnh phụ thì sẽ được thiết kế được cửa gỗ hai cánh và cũng sẽ được sơn màu đỏ. Tiếp đến phong cảnh khác nhìn của từ bên trái của căn nhà, để giảm sự đơn điệu cũng như làm cho căn nhà trở nên bắt mắt hơn thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm các đường chì âm nha các bạn. Tiếp đến là phong cảnh nhìn từ trên cao. Nhìn từ góc độ này chúng ta có thể thấy sự bề thế và sang trọng của ngôi nhà. Ngoài diện tích của ngôi nhà thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm cho anh Văn một chòi nghỉ và bể cá để cả gia đình có thể thư giãn. Xung quanh ngôi nhà thì sẽ bố trí thêm các cây xanh, trồng thêm các cây ăn quả, cũng như không gian rất là thoải mái chỗ đỗ gara ô tô, khu vui chơi giải trí cho cả gia đình, các con và các cháu. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mặt bằng xem là anh Văn đã biết đến kiến trúc Tân Á như thế nào nha các bạn. Anh Văn có chia sẻ với chúng tôi rằng anh đã biết đến kiến trúc Tân Á rất là lâu rồi, nhưng do điều kiện về kinh tế, thời gian và công việc mà bây giờ anh mới có thể thi công được căn nhà của mình. Trước đó anh đã lên kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á để tham khảo chọn được cho mình mẫu nhà thật là ưng ý. Ở đây chúng tôi chưa trưng bày các mẫu nhà biệt thự, nhà phố, nhà cấp 4 và nhà 2 tầng, 1 tầng để các bạn tham khảo. Đi kèm với đó là những video quay lại những căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn.
ở website của nhà đẹp Tân Á, chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho các chủ nhà từ trước đến nay, bao gồm có các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam ở tất cả mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhadeptanha.vn. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là kiến trúc Tân Á đã làm việc với anh Văn như thế nào nha các bạn. Để thiết kế được căn nhà của anh Văn thì chúng tôi sẽ trải qua 3 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất sẽ là khảo sát thực địa, giai đoạn thứ hai sẽ là thiết kế và giai đoạn thứ ba sẽ là thi công căn nhà. Để thiết kế được một căn nhà thì việc đầu tiên là phải khảo sát lấy thông tin của anh, đó là khu đất, để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế. Sau khi đã có đầy đủ thông tin thì tất cả thông tin sẽ được chuyển về phòng kiến trúc, kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất, sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đây sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu đều sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế cho anh Văn, đến giai đoạn thi công căn nhà, chúng tôi sẽ cử hai bộ phận. Bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát căn nhà của anh Văn. Bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi, hỗ trợ anh Văn 24/24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy rằng, để hoàn thiện được một ngôi nhà từ khâu thiết kế cho tới thi công và đi vào sử dụng thì chúng tôi cần rất là nhiều con người, nhân lực. Ở mỗi vị trí, chúng tôi sẽ cử những người có năng lực và phù hợp với căn nhà của anh để đảm nhận. Do đó, một so sánh đều sẽ là khập khiễng nhà các bạn. Để có được một môi làm việc chuyên nghiệp, khép kín như thế này, kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng, cũng như phải có năng lực như thế nào thì mới có thể làm được, đúng không các bạn? Tiếp đến, các bạn hãy cùng kiến trúc Tân Á đi khảo sát thực địa, khu đất của anh Văn, nhà các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực địa. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là khu đất cũng như là căn nhà của anh Văn ở thời điểm hiện tại. Các bạn đang nhìn là khu đất của anh Văn nha các bạn. Trong quá trình khảo sát thì chúng tôi sẽ đo phong thủy. Từ đây sẽ đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Văn. Qua khảo sát thì chúng tôi được biết bố của anh là bác Đỗ Xuân Mông, bác sinh năm 1958. Dựa vào phong thủy thì căn nhà của anh và bác sẽ hợp với bốn hướng làm nhà, đó là chính tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Đất định hướng làm nhà là hướng bắc, do đó chúng tôi thống nhất hướng làm nhà sẽ là hướng bắc và đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh. Các phòng trong căn nhà sẽ được bố trí ở vị trí hợp với phong thủy. Qua khảo sát thì chúng tôi sẽ chụp ảnh khu đất cẩn thận, đo khu đất cũng như đo chiều rộng mặt tiền, đo cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền anh dự kiến đầu tư cho ngôi nhà sẽ là 1,2 tỷ đồng. Qua trao đổi, chúng tôi sẽ thiết kế cho anh và bác Mong một căn biệt thự một tầng có công năng như sau. Tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, một phòng ngủ, trong đó một phòng khép kín, phòng thờ, vệ sinh chung. Qua trao đổi và khảo sát thì anh và bác rất hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Anh Văn cũng hy vọng rằng Tân Á sẽ thiết kế cho anh một căn nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay, kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Văn, nhà các bạn. Để bố trí được vị trí các phòng một cách hợp lý thì chúng tôi đã về tận nơi đo phong thủy và đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh. Và đây là mặt bằng định vị khu đất nhà các bạn. Căn nhà của anh Văn có diện tích là 13,2 x 13,2 m2. Hệ tường bao sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 220. Các vách ngăn sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 110. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích 39,3 m2, rất là rộng rãi theo yêu cầu của bác. Và phía bên trái phòng khách sẽ là khu vực phòng thờ có diện tích 20 m2. Và phòng thờ sẽ bố trí hướng tây sinh khí. Căn nhà của anh sẽ được chúng tôi thiết kế 4 phòng ngủ nha các bạn, trong đó có một phòng vệ sinh khép kín có diện tích là 14,2 như cái vệ sinh khép kín có diện tích 3,8, 3,9. Các phòng còn lại có diện tích lần lượt
là 14, 13,5 và 16,2 mét vuông. Xen giữa các phòng sẽ là nhà vệ sinh chung. Cuối cùng sẽ là khu vực bếp công ăn, có diện tích là 28,5 mét vuông, được bố trí hướng tây, sinh khí. Và phía sau sẽ là chúng tôi thiết kế thêm khu sân rửa có diện tích là 12,5 và nhà vệ sinh chung, được ngăn cách khu vệ sinh và khu tắm rửa riêng biệt. Xung quanh căn nhà chúng tôi bố trí rất là nhiều cửa sổ để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ, hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà và chúng tôi đã thiết kế tranh văn. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.